Nhà mình tránh tài mãi mến chào quý anh chị. Hôm nay em vẫn như hàng ngày đi review những mẫu nhà mới đẹp giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Thì hôm nay em sẽ gửi đến với anh chị mình một cái mẫu nhà bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong, với diện tích ngôi nhà là ngang 5,5 m, chị sâu qua sẽ là tặng 26 m nha quý anh chị. Nở hậu tặng 6 m cho anh chị mình luôn. Có sân trước để anh chị mình đậu xe hơi và có một lối đi bên hông cho anh chị mình có thể yêu cây kiểng trồng ở khu vực lối đi bên hông luôn. Có sân sau để anh chị mình có thể làm nhà vườn ngôi nhà quý anh chị. Một cái căn nhà nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng tặng là 6 m nha quý anh chị. Đường thông hai hướng luôn. Với cái hướng nhà của mình là hướng nam nha. Với pháp lý sổ Hồng Viên và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 2.550.000.000 thôi, vẫn còn thương lượng ngay chủ cho cô chú anh chị mình luôn. Một hướng tay trái của em, quý anh chị mình có thể ra ngay quốc lộ 50 cây cầu Cần Giuộc mới luôn. Và một hướng bên tay phải của em, quý anh chị mình cũng có thể di chuyển về chợ Long Thượng ra quốc lộ 1A vẫn được luôn nha. Và đặc biệt là cái căn nhà của mình là căn gấp hai mặt tiền nha quý anh chị. Đó, ở đây sẽ cho mình là một lối đi bên hông nữa. Đó, ở đây đi thẳng vào bên trong còn rất là nhiều nhà phía sau nhà của mình luôn nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay á thì được anh chủ đang rất là kẹt tê một mức giá cực kỳ là rẻ rồi, chỉ hơn 2 tỷ chút xíu thôi. Quý anh chị mình nhớ nhắc máy lên gọi ngay cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn nha quý anh chị. Và căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện như quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình đi đâu đó tầm khoảng 30 phút thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng rồi. Đó, như quý vị chị mình có thể xem sơ cái mặt diện ngôi nhà của mình được thiết kế theo cái kiểu mái Thái hiện đại nhất của năm luôn. Mái Thái là không bao giờ lỗi thời luôn nha quý anh chị. Và mình di chuyển vào bên trong sẽ bên đơn vị em sẽ làm cho anh chị mình một lớp cửa hai cánh sắt sơn tĩnh điện nha. Phía trước sân mình có thể đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ, mình đậu thoải mái luôn nha anh chị nha. Và bên sân bên đây á thì rộng rãi nè. Về quý anh chị mình có yêu cây kiểng thì mình về mình có thể trồng ở khu vực đây. Đó, rộng rãi thông thoáng vô cùng. Rạch á thì bên đơn vị em cũng đã ốp gạch trống trơn trượt cho cô chú anh chị mình rồi nha. Và mình di chuyển vào bên trong nữa sẽ cho anh chị mình là một lớp cửa nhôm xung pha với kính là kính cường lực nha. Và tặng cho anh chị mình một bộ bàn ghế salon cao cấp ở khu vực ngay không gian phòng khách luôn. Đó, tường đặt thì bên đơn vị em ốp không gian ốp đặt á từ không gian phòng khách chạy dài xuống tới không biết không gian bếp luôn, cực kỳ là mát nha. Căn nhà của mình là căn gấp nên được mở rất là nhiều cửa sổ nên vô căn nhà luôn luôn lúc nào cũng mát nha quý anh chị. Hôm nay á bên đơn vị em đi quay ngay ngày cúp điện hơi thiếu ánh sáng một tí, mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Hệ thống đèn á thì cũng đã full đầy đủ rồi, trần là trần thạch cao nguyên khối nha anh chị. Và mình di chuyển kế tiếp nữa sẽ cho chị mình là một cái phòng ngủ ở phía dưới đất nha. Căn này thì em thấy gia đình mình có thành viên từ 4 tới 6 tới 8 người, ở rất là thoải mái luôn. Đó, phòng rộng rãi vô cùng, có ấm đồng trời máy lạnh sẵn cho cô chú anh chị mình rồi, trần thạch cao nguyên khối nha anh chị. Một cái căn nhà nằm mặt tiền đường nhựa mà với diện tích ngang 5,5 m chạy sâu vào tặng 26 m luôn, mà lắp hai mặt tiền bạn nha quý anh chị, mà bán với giá chỉ có 2.550.000.000 là cái mức giá này là anh chủ đã bán rất là rẻ luôn nha quý anh chị. Với cái không gian nhà vệ sinh thì đặt ở khu vực đây đó, trong đó thì cũng đầy đủ công năng. Và mình di chuyển kế tiếp nữa thì đây sẽ là một cái không gian phòng bếp cho anh chị mình đây. Thì bên đơn vị em thì cũng đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá hoa cương nè, bồn inox 304 cho anh chị mình có không gian cửa sổ lấy gió trời cực kỳ là mát luôn, trần thạch cao nguyên khối nha quý anh chị. Qua mình di chuyển ở đây nữa sẽ là một cái không gian sân sau cho anh chị mình. Thì dây anh chị mình cũng có thể anh chị nào mà yêu cây kiểng á thì mình trồng ở khu vực đây nè, rất là tiện luôn nha anh chị ơi. Đó, một cái sân sau rộng rãi vô cùng thì có cái lối đi bên hông nữa nè anh chị. Đó, anh chị mình có thể di chuyển ra phía trước nhà mình vẫn được luôn nha. Ở đây thì vẫn có một cái cánh cổng cửa để mình mở đi tới đi lui nữa nha anh chị. Một cái căn nhà cực kỳ là đẹp luôn quý anh chị ơi, thiết kế cũng rất là dễ thương với một cái vị trí cũng cực kỳ là đẹp nữa. Căn góc hai mặt tiền đường trước là mặt tiền đường nhựa 6 m thông tứ hướng nha quý anh chị. Tìm đâu ra nữa quý anh chị, hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em và số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định về đây trải nghiệm cái mẫu nhà ngày hôm nay đó. Và đây sẽ là dưới chân cầu thang đó, dưới chân cầu thang thì còn rộng lắm nha quý anh chị. Đây đây nè, rộng rãi nè, về quý anh chị mình có thể để những vật dụng không cần thiết vào đây nha. Đó, xem đến đây rồi anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha, để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Bên kênh nhà mình tránh tài mãi á, Kim Trâm làm việc là luôn luôn nào cũng là đúng nhà đúng giá đúng vị trí nha. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, diện tích sổ sách như thế nào em sẽ nói hết trên video luôn.
thì cái căn này được bán với một giá tổng luôn chỉ đúng 2.550.000.000 thôi. Nếu mà quý anh chị mình xuống đây xem ưng nhà, ưng vị trí, ưng căn nhà thì em sẽ liên hệ anh chủ sách sổ qua cho cô chú anh chị mình thương lượng ngay trực tiếp chính chủ luôn nha. Bây giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, bên đơn vị em sẽ thiết kế cho anh chị mình là hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Ngay trên cầu thang đi lên sẽ có không gian cửa sổ thoáng mát nha. Và không gian nhà vệ sinh đó thì bên đơn vị em sẽ đặt ở phía bên ngoài cho anh chị mình tiện sinh hoạt chung hàng ngày nha. Trong đó thì cũng đầy đủ công năng cho anh chị mình sinh hoạt. Và đây sẽ là phòng đầu tiên, ở trên lầu có không gian cửa sổ để anh chị mình lấy gió trời này, hệ thống trần thạch cao, đèn thì full đầy đủ cho cô chú anh chị mình luôn. Di chuyển cái tiếp nữa là một cái phòng thứ hai rộng lớn ở trên lầu cho gia đình mình nha. Đó, phòng này cực kỳ là rộng rãi luôn. Đó, rộng vô cùng nha quý anh chị. Ở đây thì có một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa cực kỳ là xinh. Có không gian cửa sổ để mình lấy gió trời cực kỳ là mát nha. Di chuyển ra đây sẽ là một cái ban công phía trước nhà cho anh chị mình. Wow. Ra đây mát ghê luôn anh chị. Một cái căn nhà hướng nam á, mình đứng đây thì mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn. Nhà cửa thì cũng ở tạm đông rồi nha quý anh chị. Ở đây á, mình di chuyển về các quận huyện thì rất là gần. Nếu mà quý anh chị nào á mà ở thành phố ngột ngạt rồi, muốn thay đổi không khí trong lành với lại yên tĩnh thì nhấc máy lên gọi ngay cho em. Về đây mình có thể trải nghiệm và đi xem thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Và giờ mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói là giá và quý anh chị nha. Đâu ra nữa quý anh chị, một cái căn nhà góc hai mặt tiền trước lên tận 6m đường thông tứ hướng nha, và mặt tiền bên hông nữa. Với cái không gian căn nhà là có một lối đi bên hông rộng rãi cho cô chú anh chị mình có thể trồng cây hoặc là làm nhà vườn. Ở phía sau vẫn có một cái sân sau rộng rãi vô cùng, sân trước để mình đổ ô tô nữa, tìm đâu ra quý anh chị. Với diện tích ngôi nhà là ngang 5.5m nè, chạy sâu qua sẽ là tận 26m nha, nở hậu là 6m nha quý anh chị. Và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ có 2.550.000.000 thôi, vẫn còn thương lượng ngay chủ nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là được xây dựng riêng lẻ nha, và xây dựng là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có không gian phòng khách và không gian phòng bếp đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Hướng nhà là hướng nam nha quý anh chị. Và căn này á vẫn có ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình có trong tay đâu đó tầm khoảng 1 tỷ đến 1.2 tỷ thôi là quý anh chị mình cũng có thể sở hữu ngôi nhà, nhận nhà, dọn đồ và ở ngay luôn nha. Và xem đến đây rồi quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay đó là làm mặt tiền đường nhựa thông tứ hướng nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình muốn đi xem thực tế thì cô chú anh chị mình cứ nhắc máy gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo của em sẽ gửi thông tin cho cô chú anh chị mình nha. Nếu mà quý anh chị mình đã xuống tới đây xem và ưng vị trí, ưng căn nhà thì em sẽ alo anh chủ sách sổ qua cho anh chị mình thương lượng giá trực tiếp ngay chính chủ luôn nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.